Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 17, trên đỉnh núi không 01. Ngàn trượng băng tuyết hóa cung điện, vạn dặm mây sao chiếu xuống trần. Trên đỉnh Miêu Nha Phong không một cành cây ngọn cỏ nào có thể vươn mình, khắp nơi là những tảng đá khổng lồ đen đúa nằm im lìm dưới đất tuyết trắng lất phất rơi che đi dáng vẻ dữ tợn vốn có của lớp lớp đá tảng, khiến chúng thoạt nhìn có vẻ vô hại. Cảnh sắc trên đỉnh núi không lạnh lẽo như băng mà điều hưu tịch mịch, không có màu sắc dư thừa nào, không có sự sống dư thừa nào. Đến cả chỗ đặt chân cũng không dư thừa, chỉ có hai màu trắng đen che kín tầm mắt. Một người ngồi trên một tảng đá màu đen lấp lánh băng tuyết ở tiết trên cao, trong lòng ôm một cây đàn tỳ bà màu đen đàn tỳ bà kia đen đến sáng bóng, nửa vầng trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt tỳ bà đen bóng. Mai đỏ nở rực rỡ dưới ánh trăng, lấm tấm như máu, lan khắp bề mặt tỳ bà, không biết vẽ bằng chất liệu gì. Đường lệ từ bước lên mỏm đá đen cuối cùng, trước mắt y là một đồng tuyết nhẵn nhụi trơn bóng. Cuối đồng tuyết có một tảng đá lớn màu đen cao vút, trên bề mặt tảng đá dài rác tuyết đọng, nhưng lớp tuyết này chẳng thể che đi vẻ giữ tợn của nó nghe tiếng chân bước lên mỏm đá người ngồi trên đỉnh núi chậm rãi ngẩng đầu lên mặt hắn che bằng khăn đen đầu đội mũ vải không thể nhìn ra diện mạo vốn có chỉ thấy những món tay trơn mềm thon dài như ngọc vô cùng đẹp đẽ Hơi đường lệ từ bước lên mỏm đá lại khẽ thở dài đúng là ngươi rồi câu này cho thấy y đã đoán ra điều này từ lâu lại mơ hồ tiếc núi sao mình không đoán sai cho rồi người áo đen ôm đàn tỷ bà trong ngực không hề nhúc nhích, hồi lâu mới thong thả mở miệng, bất ngờ thay giọng nói kia lại trầm thấp, êm tai đến lạ lùng, không ngờ ngươi dính một trường của ta rồi bị ném xuống giếng, đổ thêm một thùng dầu mà vẫn còn sống nhăn. Giọng nói hết sức êm dịu, nhưng ẩn ý trong đó lại oán độc đến khắc cốt ghi tâm, trái lại nghe có vẻ lạnh lùng hờ hững. Đường lệ từ phất tay áo, chắp tay quay lưng về phía vầng trăng, ngươi từng nói cho dù là nơi chỉ có chuột mới sống nổi, thì người duy nhất sống được ở đó nhất định là ta. Gò má y ẩn trong bóng tối, cũng không nhìn người áo đen che mặt kia, ta không chết là lẽ đương nhiên mà. Phải, người áo đen chậm rãi nói, năm đó lẽ ra ta nên cắt đứt cổ ngươi, mổ ngực moi tim ngươi, sau đó phanh thây ngươi làm tám phần, chia ra ném vào hai cây giếng, đổ xuống hai thùng dầu. Hắn nói chuyện rất êm tai, mới được đôi câu thì có một con chim săn đêm không rõ tên màu xám trắng lượn mấy vòng rồi đáp xuống bên cạnh, ngoẹo đầu nhìn hắn có vẻ rất tò mò. A à nhãn, đường lệ từ khẽ gọi, ta còn có thể gọi ngươi là A à nhãn không? Người áo đen ung dung đáp, được, ngươi gọi một lần, ta giết một người, ngươi gọi hai lần, ta giết hai người, cứ thế mà suy ra. A à nhãn, ta hỏi ngươi một câu, tinh quỷ cửu tâm hoàn do chính tay ngươi làm ra, thật đấy à? người mặc áo đen trợn tròn hai mắt tuy cách một tầng vải đen vẫn cảm nhận được cơn giận trong mắt hắn một cái mạng ta tính lên người tên thư đồng của ngươi nhớ nhắc hắn phải cẩn thận từ giọng nói đến sắc mặt hắn đều ác liệt mà đường lệ từ vẫn coi như không nghe thấy y đứng ngược chiều ánh sáng thong thả lặp lại câu hỏi tinh quỷ cửu tâm hoàn thật sự do chính tay ngươi làm ra người áo đen gầy một tiếng tì bà đương nhiên tại sao đường lệ từ chậm rãi quay người lại không biết nãy giờ gương mặt y vẫn luôn bình thản như vậy hay là y đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình mà sắc mặt y dưới ánh trăng trông vẫn bình thản nhã nhặn như xưa không còn nét khổ sở gượng gạo nữa năm ấy khi ta dùng thuốc chính ngươi nói làm vậy không ổn ngươi muốn ta cai ngươi nói không thể chơi thứ đó sẽ hại cả một đời chính ngươi nói mình hận những tên buôn thuốc đó cho nên ta cai thuốc ta cũng hủy diệt hết đám người ấy là ngươi nói bản tính ta không tốt, ham muốn khống chế người khác quá mạnh. Cho nên ta thay đổi, là ngươi muốn ta làm người tốt, nên ta mới làm người tốt, ngươi nợ ta một lời giải thích. Đường Lệ từ nói từng câu từng chữ, không hề nôn nóng, cũng không thê lương, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng êm dịu. Nói xong câu cuối cùng, giọng y thậm chí còn dịu đi, giống như ghé tai người khác thì thầm, tại sao à? Người áo đen dựng đàn tỳ bà lên vuốt bừa một cái, lập tức vang lên một tràng âm thanh tinh tang ồn ào lộn xộn. Năm ngón tay y lại xòe ra, tiếng đàn đột nhiên ngưng lại, trong nháy mắt bốn bề rơi vào yên lặng chết chóc. Tại sao, chỉ vì phó chủ Mai, chỉ vì ngươi không leo lên được vị trí cao nhất, chỉ vì tâm lý mất cân bằng không thỏa mãn mà ngươi lại muốn mọi người chết chung với ngươi? Sao ngươi có thể giật đứt dây điện, có thể giấu dao trên người? có thể nâng ly rượu độc muốn mọi người cùng uống. Tại sao xuyên qua thời không đến cái nơi mờ mịt không rõ này rồi, cả thế giới chỉ còn lại chúng ta là bạn bè là người thân, Người vẫn có thể ép chết Phương Chu, dùng mạng của hắn để đổi lại tiền đồ võ công cho ngươi. Không phải đều vì tiền à, cũng chỉ vì tiền, hắn cười lạnh, từ lâu ta đã biết cái gì ngươi cũng muốn, biết ngươi không chịu thừa nhận chủ mai giỏi hơn mình nhưng ta không sao tưởng tượng được ngươi lại vì một chuyện còn con như thế mà muốn tất cả mọi người chôn cùng mình nguồn tiền hoạt động của ban nhạc đúng là do cha ngươi bỏ ra nhưng chúng ta đâu phải đồ chơi cho ngươi nghịch không lẽ chỉ vì nhà ngươi bỏ tiền vốn nên ngươi nhất định phải hát chính nhất định phải nhận được vinh quang rực rỡ nhất sao không được hát chính thì muốn mọi người chết cùng nhau giật đứt dây điện mà không chết được trái lại còn ngược dòng thời gian đến chỗ này Thế mà ngươi vẫn không biết sám hối, ép chủ mai phải bỏ đi, hại chết phương chu, đều là việc tốt ngươi làm cả đấy. Vẫn chỉ vì tiền, vì giam ba đồng tiền mưu sinh, ngực hắn phập phồng, đành nghỉ một hơi, nếu mọi thứ chỉ vì tiền, có tiền sẽ không mất đi tất cả, không bị người ta kiểm soát, không cần nợ ân huệ người ta, không phải làm những chuyện mình không muốn, không phải hy sinh ai, vậy thì ta thề với bản thân, sau khi ngươi ép chết phương chu nếu ta còn muốn sống tiếp, thì trước hết phải trở thành người nhiều tiền nhất thiên hạ. Đôi mắt trong veo mỹ lệ của đường lệ từ hơi khép lại, hạ giọng nói, có tiền, mới sống tiếp được, mới không đánh mất. Hóa ra cũng không phải chỉ một mình y nhớ về những ký ức tàn khốc ấy, nhưng trên đời này có hàng trăm nghìn cách kiếm tiền. Người có tiền vốn phương chu để lại, người có thiên phú tranh quyền đoạt lợi, người có vận may trời ban, người có con mắt nhìn thấu cơ hội còn ta thì không khăn đen trên đầu người áo đen bất chợt bị gió núi thổi lộ ra một góc chán nếu trên đời này có ai đó chỉ cần lộ chán thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy lãnh diễm vậy thì chính là người trước mắt ta chỉ biết một việc là điều chế thuốc dù sao đám người sống trong thế giới này chẳng phải đã chết hàng nghìn năm rồi sao dù ta không chế thuốc đi chăng nữa thì ở thời đại mà chúng ta sống bọn họ cũng đã chết sạch từ lâu rồi chết sớm hay muộn thì cũng phải chết thôi, đối với ta hay ngươi đều chẳng có gì khác biệt. Nếu đã như vậy, đường lệ từ tiến lên một bước, bây giờ tiền của ngươi chưa chắc đã ít hơn ta, ngươi có được thứ mình muốn rồi thì có thể thu tay về ẩn không? Về ở ẩn à, ngón tay người áo đen đè lên dây đàn tỳ bà, bây giờ đã không thể thu tay được nữa. Người uống thuốc càng nhiều thì người bị lây càng đông, vậy lại càng cần nhiều thuốc hơn, đây cũng là cứu người người đang kiếm cớ đường lệ từ chậm rãi tiến tới bước lên mỏm đá đen mà người áo đen đang ngồi, còn là cái cớ vô cùng sứt xẹo người muốn nghe ta nói gì tiền trong tay đếm không xuể khống chế vô số người nên ngươi không ăn nổi ham muốn chiếm được nhiều hơn nữa chứ gì đường lệ từ khẽ hỏi hỏi đến đây khóe miệng y đã hơi nhếch lên cười mà như không cười dù sao vào giờ này phút này dưới bầu trời này trong mắt ngươi chỉ coi bọn họ là một đám người chết Vậy nếu làm diêm la của một đám người chết, nếm thử mùi vị chưa từng được thử, làm chuyện ngươi chưa từng nghĩ tới, chưa biết chừng, cuộc sống sẽ vui vẻ thoải mái hơn, cái tôi cũng được thỏa mãn hơn trước kia đúng không? Hàng mi khẽ ngước lên, y nhìn đăm đăm vào người áo đen đang ngồi trên mỏm đá, thừa nhận đi, ai nhãn, người có giá tâm của riêng mình, giống như ta ngày ấy. Lần thứ hai, ta tính lên mạng của thầm lang hồn. Người áo đen hạ giọng, hây đừng có đánh đồng ta với ngươi chuyện ngươi làm và chuyện ta làm chẳng liên quan gì đến nhau còn ta muốn làm gì ấy hả dù sao ai nói gì ta cũng không tin bao gồm chính bản thân ta trong đó dù bây giờ hay mai sau ta nói gì cũng đều không phải lời thật lòng vậy nên ngươi đâu cần để tâm đến những lời ta nói như thế ta muốn làm gì thì cứ thuận theo ý mình là được chẳng hề liên quan đến ngươi vậy sao đường lệ từ bước lên đỉnh mỏm đá đứng cùng người áo đen trên tảng đá hình thù giữ tận nằm gần trời nhất, không liên quan đến ta, là vì lúc này ta cũng chỉ là một người chết trong mắt ngươi sao? Đương nhiên, người áo đen dựng đàn tỷ bà lên, đưa tay giữ dây đàn, bước lên tảng đá này rồi thì không cần xuống nữa. Trồn ngươi trên đỉnh núi cao vài trăm trưởng, coi như ta không phụ lòng ngươi, cũng không phụ tình nghĩa hai mươi năm. Đường lệ từ chắp tay đứng yên, người áo đen đưa tay lên giữ dây đàn. Cơn gió giữ điên cuồng thổi qua khoảng trống giữa hai người, băng tuyết bị cuốn theo cuồng phong, chậm chậm di chuyển giống như cát mịn, trượt xuống từng chút từng chút một, từ mỏm đá giữ tợn lao vào vạn trượng sông băng rồi rơi xuống vực sâu vô tận. Đường lệ từ khẽ thở dài, chôn ta trên đỉnh núi cao vài trăm trượng, coi như ngươi không phụ lòng ta, cũng không phụ tình nghĩa hai mươi năm, ngươi có biết vì sao hôm nay ta lại đứng ở đây ngăn cản việc lớn của ngươi không? Người có biết vì sao ta lại nhúng tay can thiệp, vì sao ta phải cướp thuốc từ chỗ sư khấp phượng, vì sao ta muốn dụ ngươi lên bích lạc cung không? Tại sao ta lại mặc kệ thứ ta coi trọng nhất là tiền bạc, danh dự và địa vị, nhất định phải đứng đây ngăn ngươi lại? Y gần từng chữ, bởi vì ngươi từng nói, muốn sống vui vẻ, muốn yên tâm thanh thản, không muốn gặp ác mộng, muốn hưởng thụ cuộc sống này thì phải làm người tốt. Chỉ khi trong lòng an yên, thanh thản, không hổ thẹn, không buồn bã thì cuộc đời mới không tràn ngập hối hận và bất đắc dĩ, lúc đó mới không còn khổ đau, ta. Đã từng đau khổ, cho nên ta hiểu, còn ngươi thì sao? Y tiến lên một bước, xưa nay ngươi chưa từng lầm đường lạc lối thì làm sao hiểu được, cho nên ta đến cứu ngươi. Đối với ta thì thế giới này cũng toàn là người chết, không có gì cho ta lưu luyến, người hại chết ai ta cũng chẳng để tâm. Nhưng người hại chết chính mình ngươi sẽ hại chết chính mình đấy sau này ngươi chắc chắn sẽ gặp ác mộng sẽ khổ sở sẽ ân hận nên ta nhất định phải cứu ngươi nhất định không để cho ngươi bước vào sai lầm của ta ban đầu y đưa tay ra a à nhãn quay về đi ha 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 ngươi ngày càng giỏi ăn nói cũng ngày càng biết cách giả vờ làm người tốt người áo đen ngửa mặt lên trời cười ha hà khăn che mặt bay lên lộ ra một mảng da trắng mịn như ngọc hàng mi dài cuốn bay theo gió Lần thứ ba, nếu ngươi đã nói ta có hại chết ai ngươi cũng chẳng thèm để tâm, vậy lần thứ ba ta sẽ giết đứa trẻ này. Hai tay hắn lôi từ phía sau đàn tỷ bà chắn gió ra một đứa trẻ sơ sinh non nớt đáng yêu còn đang nằm trong tã, hai mắt tròn xoe đen láy, chính là Phụng Phụng. Phụng Phụng được đường lệ từ gửi ở một nhà dân dưới chân núi nhờ nuôi hổ, nhưng không biết đã bị người áo đen bắt đi từ lúc nào. Đường lệ từ nhìn Phụng Phụng không chớp mắt, dường như Phụng Phụng bị điểm huyệt đôi mắt tủi thân ầm ậm nước mắt nhưng không khóc nổi, nhìn đường lệ tứ với vẻ mặt vô cùng đáng thương, không hề nhúc nhích. Người áo đen bóp cổ phụng phụng, người ép chủ mai bỏ đi, hại chết phương chu, tham tiền bạc võ công, giờ lại còn là nghĩa tử của quốc trưởng, ngồi trên châu báu vạn khiếu trai. Người đã như vậy còn dám bảo người muốn cứu ta, người mà cũng có tư cách đòi cứu ta à? Ha 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 ha, chuyện cười của năm, hai ngón tay hắn dùng sức, do ngươi hồ đồ mưu xuân không nghe mệnh lệnh đứa bé này mới bị ngươi hại chết đợi đã đường lệ từ vội vàng giơ tay ngăn lại người áo đen đưa tỷ bà ra chặn giữa hai người ngươi tiến thêm một bước ta cho nó một trường nát bét chết không toàn thây sắc mặt đường lệ từ cuối cùng cũng hơi biến đổi nó nó là con của nàng ấy người nỡ lòng nào ra tay với nó người áo đen cười nhạt đây là nghiệt trùng của nàng ta với người khác nếu nàng đã là người của ta vậy ta giết nghiệt trùng của nàng có gì sai chứ? Đường lệ từ nói, đứa bé này là hy vọng của nàng ấy, người giết con nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ tự sát, người có tin không? Người áo đen hơi chấn động, đường lệ từ vội nói tiếp, khoan hãy giết người, người muốn lấy gì đổi mạng cho đứa bé này? Y đè tay người áo đen lại, giữa hai người chỉ còn cách nhau một cây đàn tỳ bà, nhỏ giọng nói, bất kể ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi, ngoại trừ. Ngươi, người áo đen lạnh lùng nhìn bàn tay đang đè lên tay hắn, ngươi quan tâm nhiệt trùng của nàng ta như thế để làm gì, lẽ nào ngươi cũng. Đường lệ từ nhíu mày, không trả lời hắn. Người áo đen cười lớn, ha 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 ha, ngươi cũng si mê tiện tì kia à. Ha 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 ha, tiện tì kia quả nhiên có mị lực vô song, đến cả ngươi cũng bị nàng ta hút hồn, đúng là công lao vĩ đại. Bao giờ trở về ta phải thưởng cho nàng vì đã giúp ta lập công lớn nhường ấy ha ha ha. Đường lệ từ lặp lại câu hỏi, người muốn lấy gì đổi mạng cho đứa bé này? Người áo đen chậm rãi buông ngón tay đang bóp cổ họng phụng phụng ra, người tự sát đi, ta sẽ tha cho nó được sống, chưa biết chừng ta còn mang nó về cho tiện tỷ kia, nhất định nàng ta sẽ đội ơn ta, từ nay một lòng một dạ với ta. Đường lệ từ đáp, không sai, ngươi đưa nó về, nàng ta nhất định nàng ta sẽ đội ơn ngươi, từ nay một lòng một dạ với ngươi. Người áo đen lạnh lùng nhìn y, tự sát, đường lệ từ bỗng phất tay áo, người muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, ngoại trừ bảo ta chết. Muốn ta tự sát thì chi bằng ngươi bóp CS3T nó luôn đi. Người áo đen ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, giả nhân giả nghĩa. Chính bản thân người còn không giả nhân giả nghĩa cho chót được. Thật quá nực cười, một tay hắn bế phụng phụng, một tay ôm đàn tì bà, không chịu chết cũng được để ta giết ngươi thêm lần nữa lần này không cho ngươi cơ hội sống lại đâu a à nhãn giết người là kết quả mà ngươi mong muốn sao đường lệ từ cao giọng quát lên nếu ta nói phương chu còn chưa chết ngươi người áo đen lại cười ha hà phương chu chưa chết phương chu chưa chết đã đến nước này mà ngươi còn dám lừa ta rằng phương chu chưa chết sao là ngươi hắn chỉ tay vào mắt đường lệ từ chính tay ngươi ngâm thi thể của hắn vào suối băng là ngươi khiến hắn chết không nhắm mắt, là ngươi không cho hắn yên ổn về với đất mẹ, là ngươi muốn lăng nhục thi thể hắn, mổ ngực moi tim hắn, khi ngươi leo lên Miêu Nha Phong, ta đã sai người lục soát phủ quốc trượng nhà họ Đường, quả nhiên tìm được thi thể Phương Chu. Ta đã đích thân chôn cất rồi lập bia mộ cho hắn, thế mà giờ này ngươi còn dám nói hắn chưa chết, ngươi định lừa ai? Ngươi, tay phải đường lệ tự ấn lên bụng, tựa như cơn đau vừa dâng lên khiến y không chịu đựng nổi sắc mặt tức thì trắng bệch như chết người áo đen tay trái bế phụng phụng tay phải gảy một tiếng tì bà trò lừa bịp của ngươi bị bóc rồi thêm một câu nữa sợi dây thừng mà ngươi đi ban nãy đã bị tiếng tì bà chặt đứt rồi hôm nay trừ ngươi ra bích lạc cung không ai được sống ra tay đi ngươi chôn hắn ở đâu đường lệ từ vung tay trái lên gương mặt thanh tú văn nhã kia phút chốc đã trở nên ác liệt đôi mắt mỹ lệ bỗng hóa thành mắt quỷ, trong trắng lập tức vằn lên tia máu, con ngươi tối sầm lại, khiến người ta nhìn thấy mà dùng mình. Hôm nay ngươi đánh bại ta thì ta nói cho ngươi, người áo đen khẽ cười, đúng là một giải thưởng mỉa mai, há 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 há, há. Liễu nhãn, tối nay ta sẽ cho ngươi biết, tính đến giờ phút này, ta vẫn là kẻ mạnh nhất trong bốn người. Sắc mặt đường lệ từ tái trắng, nửa đoạn sáo đồng chỉ xéo xuống đất, ta nhất định có cách cứu ngươi cũng nhất định có cách cứu hắn. Tỷ bà của người che mặt khẽ động, tuyết đọng trên mỏm đá đen khổng lồ ầm ầm bắn lên, hóa thành tuyết rơi lất phất. Cây sáo gãy của đường lệ từ vung lên, lướt đi trong gió, phát một tiếng sáo thê lương sắc lèm. Sáo và người cùng lao thẳng đến, mục tiêu là đôi mắt của liễu nhãn. chương 18, trên đỉnh núi không hai. Thanh sơn nhai, dây thừng quá thiên đã đứt, chỉ vân và thẩm lang hồn tức thì tái mặt, mà đúng lúc này mây mù dâng lên trong bích lạc cung dần tan đi, trên nóc lan y đình bỗng cháy lên một ngọn lửa chói lòa chiếu sáng một khoảng nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ trên đỉnh lan y đình đã xuất hiện một tấm bảng gỗ không viết chữ treo một chiếc bình nhỏ, nhìn màu sắc và hình dạng thì chắc chắn là tinh quỷ cửu tâm hoàn mà đường lệ từ lấy được từ dư ra kiếm trang đám người đeo mặt nạ đứng đầy bích lạc cung bỗng dần dần hỗn loạn mấy thiếu nữ áo trắng liên tục quát tháo bắt dừng lại nhưng không ăn được đám người đeo mặt nạ nhao nhao ùa về phía lan y đình đúng lúc có người đang định tung người nhảy lên thì giữa đám đông vang lên tiếng hô đợi đã nhất định có quỷ kế bình tĩnh đừng nóng vội huyền úc nguyệt đán ra đây mau người làm vậy là có ý gì dựa tiếng gió núi ảo ảo có người thong thả cất giọng rành giọt đúng như mọi người thấy, đây chính là tinh quỷ cửu tâm hoàn. Giọng nói này êm ả dễ nghe lọt tai, người lên tiếng cũng không phải uyển úc nguyệt đán mà là trung xuân kế, tại hạ là trung xuân kế, đồ đệ của tuyết tuyến tử, bạn của bích lạc cung. Mọi người chúng độc tinh quỷ cửu tâm hoàn, tuy công lực tăng tiến nhưng đổi lại bằng tính mạng có đáng không? Nếu chỉ vì giữ mạng mà cả đời bị người ta kiểm soát, liệu có cam lòng không? Bích lạc cung vốn không có ân oán với giang hồ, đương nhiên cũng không đụng chạm gì đến mọi người. Này dây thừng quá thiên đã đứt, quý chủ nhân của các người cũng không thể bước lên thanh sơn nhai. Nếu mọi người không có xích mích gì với nhau thì cớ sao không dừng tay ở đây, ngồi xuống nói chuyện ôn hòa. Nàng không phải người của bích lạc cung, mà giọng nói lại dễ nghe, lời lẽ rõ ràng dành mạch lạc đâu vào đấy, làm đám người đeo mặt nạ chố mắt nhìn nhau rồi đều giữ yên lặng tiện tì ở đâu ra, nấp trong bóng tối mê hoặc người khác, đám thiếu nữ áo trắng che mặt cũng nhào nhào quát tháo. Làn xương trắng tan đi, chỉ thấy nhiều lớp người áo xanh vây quanh những nhóm nhỏ giam ba thiếu nữ áo trắng, đây chính là lực lượng nằm vùng của Bích Lạc Cung. Dù chưa giao chiến nhưng những cô gái trẻ kia hiển nhiên không địch lại cao thủ Bích Lạc Cung, chỉ gào được mấy câu, thấy tình hình không ổn cũng dần dần ngậm miệng hết. Trước bầu trời đêm bao la, dưới sao trăng lấp lánh, Trung Xuân Kế nói, trong tay ta đang giữ mấy trăm viên tinh quỷ cửu tâm hoàn, có thể giải mối nguy cận kề cho các vị, uống thuốc rồi sẽ sống yên ổn thêm hai năm. Dù các vị muốn làm bạn hay thù với chúng ta thì mọi người đều có phần, cũng không đi kèm điều kiện nào cả. Các vị bình tĩnh chưa nóng này, lát nữa sẽ có người đưa thuốc lên. Nàng vừa nói xong thì hai nữ tỳ trẻ tuổi của Bích Lạc Cung nhẹ nhàng bước ra, một người bưng một bình nước lớn, người kia bưng hơn 10 chiếc chén sứ trắng như tuyết. Hai cô nương này vẫn còn trẻ tuổi, bỗng dưng phải đối mặt với nhiều người dáng vẻ kỳ dị, mặt mày ai cũng tràn đầy căng thẳng. Mời các vị xếp hàng uống, Trung Xuân Kế nói tiếp, dây thừng quá thiên đã đứt, nhưng Bích Lạc Cung có cách khác để xuống núi, các vị không cần phải lo lắng. Có điều không biết các vị đã thử suy nghĩ kỹ càng chưa, nếu vì tinh quỷ cửu tâm hoàn mà để quý chủ nhân khống chế cả đời thì chi bằng dùng hai năm đó mời quý chủ nhân dốc lòng nghiên cứu thuốc giải rồi phân phát cho mọi người khi ấy tinh quỷ cửu tâm hoàn vừa giúp tăng công lực mà lại không chứa kịch độc chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao người đeo mặt nạ chen nhau lên đứng trước hai nữ tỳ ngặt nỗi không ai biết thuốc giải ở đâu nên không dám cướp đoạt hai cô nữ tỷ mặt mày căng thẳng nhưng công phu vẫn rất phi phàm cứ một chén nước đi với một viên thuốc, đám người đeo mặt nạ mở to mắt nhìn chằm chằm cũng không nhìn ra rốt cuộc thuốc kia giấu ở đâu trên người hai nàng, đành an phận thủ thường xếp hàng chờ đợi. Trong đó không ít người đã nghĩ thầm, bích lạc cung cố ý không nói cách xuống núi, ngoài ban tinh quỷ cửu tâm hoàn như ban ơn ra còn nhắm vào điểm yếu để uy hiếp họ, vừa ban ơn vừa lập uy, chỉ mong bọn ta hợp tác đối phó với tôn chủ, mời tôn chủ điều chế thuốc dài nhưng dù tính toán hết sức tài tình thì chủ nhân phong lưu điểm cũng đâu dễ đối phó như vậy có thể mời tôn chủ điều chế tinh quỷ cửu tâm hoàn không độc được sao nói thì nói thế nhưng nếu không có thuốc giải thì cái mạng này cũng đi tong mà nếu giữ được mạng thì cũng thành con cờ trong tay kẻ khác sống cũng không còn ý nghĩa gì chi bằng đánh cược chúng ta không quan tâm tướng mạo vốn có của các vị trông như thế nào nếu các vị có lòng tình nguyện phối hợp với chúng ta mời quý chủ nhân điều chế thuốc giải, giúp mọi người thoát khỏi khổ sở, thì mời đến Lan Y Đình bàn luận kỹ hơn. Còn nếu không muốn phối hợp thì đợi chúng ta chỉ đường xuống núi rồi tự đi, bích lạc cung không nhúng tay vào phân tranh trên giang hồ, nhất định sẽ không làm khó dễ. Còn 36 tỷ muội áo trắng, ta cũng mời ở lại nói chuyện luôn. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, từ đầu đến cuối nàng không hề xuất hiện, những lời này đương nhiên không phải do nàng tự nghĩ ra, nếu không phải đường lệ từ dậy thì chắc chắn là huyền Úc Nguyệt Đán chỉ vẽ. Ha 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 ha, hóa ra cuộc chiến đêm nay đã có người bấm đốt món tay tính ra từ lâu rồi. Huyền Úc Nguyệt Đán không đích thân ra mặt, Bích Lạc Cung vẫn là thế lực xa cách phàm trần. Phái trung tiểu nha đầu kia ra nói chuyện, người của Bích Lạc Cung không nói một chữ nào cũng thắng trận này, lại tiện tay ban phát ân huệ mời chào được nhiều người giúp đỡ người vừa cười lạnh là chỉ vân hắn nhận lệnh của đường lệ từ đứng bên vách đá canh gác ấy vậy mà đường lệ từ không nói cho hắn biết toàn bộ kế hoạch con hồ ly tóc trắng chết tiệt kia lão tử đánh cược với ngươi cái mánh khóe nợ tình nợ nghĩa này nhất định là tác phẩm của con hồ ly kia thẩm lang hồn lau vết máu nơi khóe miệng gây ra do tiếng đàn thản nhiên nói ha ha nếu đều là kế hoạch của y thì chắc chắn phải dùng thuốc giải và đường ra để ép buộc người ta nghe mệnh lệnh của mình. Đằng đây lại bỏ qua cơ hội một cách dễ dàng như thế, hẳn là có phần của huyền úc Nguyệt đán can dự vào. Chỉ vân thu nhất hoàn độ Nguyệt về, một lão hồ ly cộng thêm một tiểu hồ ly, bảo sao đêm nay phong lưu điểm thua không còn manh giác. Có điều nhìn cái cách tôn chủ kia chặt đứt dây thường quá thiên thì đúng là vô tình vô nghĩa, lòng giả ác độc căn bản không muốn những người lên núi hôm nay sống sót. Tuy chúng ta không thua nhưng cũng không thể coi là toàn thắng, những người này đều là quân cờ bị hắn thí mạng. Thẩm lang hồn đưa mắt nhìn lên đỉnh núi đối diện, thong thả nói, còn bích lạc cung đương nhiên là hoàn toàn thắng lợi, sau đêm nay sẽ một lần nữa dương danh võ lâm, lại còn kết được thiện duyên, có vốn liếng để xưng vương. Nhưng phân định thắng thua lại không nằm ở đây, chỉ vân hừ một tiếng, con hồ ly tóc trắng nào đấy tự dưng là võ công đệ nhất thiên hạ con gì, lão tử việc quái gì phải lo cho y. Thẩm lang hồn cũng hư một tiếng, ngươi không lo mà làm nhảm lắm thế. Chỉ vân đột ngột vươn đầu ra trước mặt hắn nhìn ngó, thẩm lang hồn thản nhiên hỏi, nhìn gì? Chỉ vân trợn mắt, ngươi nói chuyện ngày càng giống lão tử nhé, lão tử nhìn ngươi ngày càng vừa mắt. Thẩm lang hồn khựng lại dây lát, vợ chưa cưới của ngươi còn đang ở trong rừng kia không đi ôn chuyện cũ à. Chỉ Vân quay người nhìn vào rừng cây, xì một tiếng, đêm nay không giết bạch tố xa, ta không thèm mang họ chỉ nữa. Sau đó xài bước mà đi, trong phòng uyển úc nguyệt đán, thành ôn bảo yên lặng lắng nghe những thay đổi chóng mặt bên ngoài, chợt hít một hơi thật sâu, hóa ra cái gọi là con đường của vương giả, cũng có thể đi như vậy. Những ngón tay huyền úc nguyệt đán vẫn đang mân mê mảnh sứ vỡ từ chén trà mảnh vỡ sắc bén cứ vào tay hắn dì máu, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau, khẽ thở dài, cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, cục diện không phải là thứ ta nắm chắc trong tay được. Ai biết ngày nào sẽ nói chuyện bằng binh đao, hy sinh người mà mình không muốn hy sinh chứ? Thành ôn bảo nâng chén uống cạn, nhưng ngươi vẫn nhất quyết xưng vương. Huyền Úc Nguyệt đán đáp, ừ, nhưng con đường của vương giả, trên đời đâu chỉ có một thành ôn bảo đặt chén trà xuống đột một nói có lẽ đến một ngày nào đó người sẽ mở ra một trang mới vạn năm hiếm thấy cho giang hồ huyền úc nguyệt đán mỉm cười dịu dàng trong mắt dần dần trở nên nhu hòa trong trèo không biết là nhớ ra điều gì có lẽ vậy nhưng thật ra ta càng mong đợi có người gánh vác trọng trách thay ta hơn thành ôn bảo đăm đăm nhìn hắn rất lâu ngươi thật sự không phải người thích hợp để xưng vương tấm lòng vương giả và tâm nguyện ẩn cư làm sao có thể cùng tồn tại. Cái huyền Úc Nguyệt đán dựa vào để xưng vương thiên hạ không phải dã tâm mà là dũng khí. Người thật sự không phải người thích hợp để xưng vương. Huyền Úc Nguyệt đán không trả lời nữa, đôi mắt khép hờ như đang nhớ ra một câu chuyện cũ khiến hắn không thể đáp lời. Bên kia cánh cửa, đám người đeo mặt nạ túng năm tụm ba thì thầm bàn bạc, bỗng có một người chẳng nói chẳng rằng đã đi thẳng vào lan y đình hai vị cô nương phát thuốc xong cũng nhẹ nhàng chỉ cách ra khỏi bích lạc cung bằng hầm băng như thế nào nghe họ giải thích xong không ít người đứng tại chỗ do dự phần lớn lui vào hầm băng nhưng vẫn có sáu bảy mươi người cân nhắc xong lại chậm rãi bước vào lan y đình mời thành đại hiệp ở lại nghỉ ngơi ta còn có chuyện quan trọng xin cáo tự ở đây huyền úc nguyệt đán đứng lên mỉm cười với thành ôn bào tiêu đại hiệp ở phòng bên cạnh mong thành đại hiệp để mắt giúp ta một chút Thành ôn bào gật đầu, huyền úc nguyệt đán sửa sang lại y phục thật cẩn thận rồi ung um dung tao nhã đi về phía lan y đình. Hắn không cho bất kỳ ai dẫn đường, cũng không cho bất kỳ ai bầu bạn, thậm chí dáng đi còn rất bình tĩnh, thoáng lộ ra vẻ biếng nhác tùy tiện. Chỉ vân xài bước vào rừng cây, nhưng trong rừng hoàn toàn vắng lặng, không thấy bóng dáng bạch tố xa, mà ngay cả bốn thiếu nữ áo trắng vừa lần vào rừng cũng không thấy đâu nữa. Chỉ vân ngẩn người, khoảnh rừng này chỉ mọc lác đác vài chục gốc đại thụ, năm người sống sờ sờ có thể trốn vào chỗ nào. Nhưng quả thực không thấy năm cô gái ấy đâu nữa. Bên ngoài rừng cây, mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành vẫn đứng bên vách núi như hai con cương thi. Thẩm lăng hồn nhặt hai hòn đá lên tiện tay ném, bịch bịch hai tiếng, đều trúng vào huyệt đạo của hai người. Hắn là kẻ lõi đời nhưng vẫn phải hoài nghi không hiểu tình hình trước mắt đây rõ ràng là hai quân cờ có chiến lực cực mạnh, nhưng vì sao lại không hành động? Lẽ nào vì tiếng đàn tì bà kia đã ngừng? Nhưng nói vậy cũng không đúng, nếu hai tên này chỉ bị tiếng đàn chỉ huy, mà tôn chủ phong lưu điềm vốn định coi bọn họ như quân cờ thí, vậy chẳng phải là mang theo hai kẻ phế nhân đến bích lạc cung đâm đầu tìm chết à? Nếu không phải vậy thì hai người này bị bỏ bích lạc cung nhằm mục đích gì? Mới nghĩ đến đây, chỉ Vân đã bước ra khỏi rừng cây với vẻ mặt hoang mang nghi ngờ. Thẩm lăng hồn nhìn qua cũng biết trong rừng cây có biến cố, hắn hở hững nhìn Chỉ Vân, chỉ chỉ cho Chỉ Vân thấy mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đã bị mình điểm huyệt, ngươi thấy sao? Chỉ Vân không tìm được bạch tố xa, sắc mặt xa sầm, lạnh lùng liếc hai người kia một cái, ai biết, có khi hai tên kia tự dưng bị điếc, không nghe được chỉ thị giết người, hoặc là đột nhiên chúng ta. Cũng có thể núi tuyết cao quá, đứng bên vách núi sợ nhũn cả chân ra. Chuyện này quá khó giải thích, thẩm lang hồn lắc lắc đầu, phóng tầm mắt nhìn đỉnh núi xa xa, ngươi còn nghe thấy tiếng tì bà không? Chỉ vân cau mày, từ khi con hồ ly tóc trắng kia lên núi là đã không nghe thấy tiếng tì bà quỷ quái kia nữa rồi. Thẩm lang hồn thản nhiên nói, tuy không nghe thấy tiếng tì bà, nhưng ta lại loáng thoáng nghe được tiếng sao. Chỉ vân yên lặng lắng nghe chăm chú nhưng trên đỉnh núi gió thổi ào ào, hai ngọn núi cách nhau mấy chục trường, đỉnh núi lại cao hơn trăm trường, nên tay hắn chỉ nghe được tiếng gió, không thấy tiếng sáo, tiếng sáo nào cơ. Thẩm lăng hồn khép hờ mắt, tiếng sáo đứt quãng, giống như gió thổi qua lòng sáo tạo ra tiếng huyết sáo. Chỉ vân xì một tiếng, lão tử chẳng nghe thấy gì cả, nếu ngươi nghe được thì đúng là điêu toa. Từ đây đến đó ít nhất vài trăm trường, làm như ngươi có tuận phong nhĩ không bằng. Véo, một tiếng sáo yếu ớt vang lên, chỉ vân còn chưa nói hết câu đã quay phát lại. Khóe mắt hắn chỉ thấy một vật lóe lên trong biển mây rồi biến mất, tiếng huyết sáo cũng rơi xuống rất nhanh, nháy mắt đã tan biến. Cái gì vậy? Chỉ vân hoảng hốt hỏi, hai mắt thẩm lang hồn trợn tròn, sáo gãy, bóng chỉ vân chớp mắt đã lao tới vách đá, cái gì cơ? Thẩm lang hồn lạnh lùng đáp, nửa cây sáo gãy nhìn sức nặng khi rơi thì hẳn chính là cây sáo đồng y cầm trên tay. Chỉ vân ngửa đầu nhìn núi tuyết, không lẽ, thẩm lang hồn thản nhiên nói, có thể đánh bại ta chỉ bằng một chiêu, người nghĩ kẻ đánh đàn tỳ bà trên đỉnh núi kia là ai? Công tử nhà ngươi có thể dễ dàng thắng được à? Mặt chỉ vân biến sắc, vậy thằng điên ngồi trên đỉnh núi đánh tỳ bà loạn xạ này chính là... Thẩm lang hồn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, chính là gã điên xăm ấn lên mặt ta, ném vợ ta xuống hoàng hà. Sao trời lấp lánh giữa biển mây mênh mông vô tận, ngọn núi tuyết gần đó sáng rực dưới ánh trăng như một con rồng ngọc. So với núi cao vời vợi, con người bé nhỏ như kiến phải làm sao để nhìn thấu biển mây vô tận, biết được biến hóa trên đỉnh núi chứ. Lão tử phải xuống núi, rồi lại leo lên từ đằng kia, mặt chỉ vân tái mét, nặng nề vung vạt áo rồi quay đầu bỏ đi. Thẩm lăng hồn thản nhiên nói, Người bị ngu à? Y dụ kẻ kia chặt đứt dây thường quá thiên rồi một mình lên đỉnh núi, chính vì không muốn cho ngươi lên cùng. Dù ngươi có đi theo những người xuống núi bằng hầm băng, thì chắc chắn vẫn không tìm được lối quay về. Chỉ Vân đanh giọng hỏi, làm sao ngươi biết không quay về được? Thẩm lang hồn nhắm mắt lại, bởi vì đêm qua ta đã đi thử qua hầm băng một lần rồi, lối ra hầm băng không phải là chân miêu nha phong. Chỉ Vân ngẩn người, Thẩm lang hồn lại hờ hững nói tiếp, y muốn đi một mình lên đó thì làm sao để ngươi tìm được đường mà bám theo chứ? Lần này y toan tính như vậy vốn là để ngăn ta nóng lòng báo thù mà lao lên chịu chết. Có điều tuy ta nóng lòng báo thù thật nhưng vẫn kiên nhẫn hơn y tường. Sắc mặt chỉ vân thay đổi liên tục, vậy thì đêm nay y có chết cũng đáng đời. Coi như tự sát, thẩm lang hồn vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững. Ha ha, ngươi cho là y nắm chắc phần thu à? nhưng ta nghĩ chưa chắc đâu. Chỉ Vân cười nhạt, lão tử chẳng qua chỉ nghĩ con hồ ly này thích đâm đầu vào chỗ chết thôi. Nếu sau này tự hại mình chết thật thì đừng hòng lão tử đốt cho nửa nén nhang nửa tờ vàng mã. Vừa nói dứt lời, trên đỉnh núi tuyết lại đột ngột truyền đến tiếng nổ mơ hồ, không biết là thứ gì chấn động. Một lúc sau mới thấy mấy tảng đá lớn lăn theo vách núi xuống, làm băng tuyết cũng trượt theo, vụn băng tung tóe những tảng đá kia phải lớn bằng nửa căn nhà, nếu đập vào người thì chỉ có nát bét bầy nhây. Đám người bận rộn trên thanh sơn nhai bỗng trông thấy cảnh này, ai nấy đều ngẩn ngơ. Mấy thiêu nữ áo trắng lại đồng thanh tung hô tôn chủ đã đánh chết kẻ địch, tôn chủ vô địch thiên hạ, lập tức có người rút kiếm ra tay với người của bích lạc cung. Đá lớn ầm ầm lăn xuống, tiếng vang dần dần im bặt ngoài mấy thiêu nữ áo trắng đang đánh lộn thì ánh mắt mọi người đều ngơ ngác đổ dồn lên đỉnh núi tuyết, không ngăn được mình tưởng tượng trên núi tuyết rốt cuộc ẩn chứa quái vật nào đang động thủ với đường lệ tư. Đá rơi kinh thiên động địa rốt cuộc do kẻ nào làm. Tiếng đàn có uy lực giết người sao không còn xuất hiện nữa. Giống như hùa theo mong mỏi của mọi người, sau khi tảng đá lớn lăn xuống, tuyết động trên miêu nha phong sụp đổ, cả trời tuyết vụn lất phất rơi phủ lên dấu vết để lại của những tảng đá lớn vừa lăn xuống, gần như chẳng lưu lại gì. Mọi người còn chưa kịp thở phào, ánh mắt còn chưa rời khỏi miêu nha phong thì đột nhiên có người ôi một tiếng, thất thanh hỏi, ai kia? Chỉ vân nheo mắt nhìn, chỉ thấy trên sườn núi tuyết đối diện có hai bóng đen đang từ từ di chuyển, nhìn cách họ di chuyển thì hai người này không biết võ công, hoặc là võ công cực kém. Miêu Nha Phong vừa lở tuyết, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng băng tuyết vẫn không đủ vững trái để làm điểm tựa đặt chân. Hai người vẫn kiên trì lên núi vào lúc này, có thể thấy không phải tình cờ xuất hiện, vậy đó là ai? Hắn không nhìn rõ dáng vẻ họ, đành hỏi, họ thầm kia, người nhìn rõ không? Tai và mắt của thầm lang hồn nhạy hơn người thường rất nhiều, hắn nhìn chăm chú rồi nghĩ ngợi rất lâu, hình như là hai cô gái. Con gái, chỉ vân kinh ngạc, sao lại là con gái? con gái không biết võ công sao lại xuất hiện trên miêu nha phong bên ngoài bích lạc cung chân mày thẩm lang hồn nhíu lại chắc là nữ tử của phong lưu điềm nhưng phong lưu điềm sao lại có nữ tử không biết võ công chứ chỉ vân nghĩ ngợi chẳng lẽ là hồng cô nương ở dư gia kiếm trang mà hồ ly tóc trắng kề nhưng không biết võ công mà đêm hôm khuya khoát mò lên núi tuyết sẽ rất nguy hiểm không lẽ họ còn vội hơn cả chúng ta sợ tôn chủ nhà mình gặp nguy à Tình hình trên đỉnh núi xem ra vô cùng quái lạ, chỉ e đã vượt xa tưởng tượng của họ. Ánh mắt thẩm lang hồn lướt qua lan y đình, huyền úc nguyệt đán đang ở trong đó, giơ tay ra hiệu, không biết đang nói chuyện gì, chẳng hề liếc mắt nhìn sang đỉnh núi. Mà hiển nhiên hắn cũng không nhìn thấy gì, thái độ bình tĩnh như vậy, không lẽ đường lệ từ đã cam đoan gì đó với hắn. Bóng người trên núi tuyết đối diện vẫn chậm chậm leo lên, tuy không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng cũng biết hành trình này vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc cái kẻ ngồi trên đỉnh núi kia có ma lực gì mà khiến rất nhiều cô gái trẻ tuổi dốc hết sinh mạng vẫn không hề nuối tiếc. Đột nhiên trên đỉnh núi lại truyền đến một đợt chấn động nữa, đá vụn lăn xuống, một bóng người rơi xuống từ trên đỉnh núi, mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì một bóng người khác cũng lao theo. Trên độ cao mấy trăm trưởng, dưới những con mắt nhìn chằm chằm, mọi người thấy rất rõ ràng là người đầu tiên rơi xuống trước, người thứ hai mới nhảy theo sau nhưng núi tuyết vừa cao vừa xa rét buốt thấu xương gió cắt da cắt thịt nếu nơi từ đỉnh núi cao mấy trăm trượng xuống thì chỉ còn đường chết người thứ hai lao xuống không biết có ý định gì nhưng hành động này không khác nào đâm đầu tìm chết trong nháy mắt chưa thấy rõ người này là ai trong đầu đang nghĩ gì thì hai bóng người đã lần lượt rơi vào biển mây mất tâm mất tích tôn chủ mấy thiêu nữ áo trắng la lên thất thanh dưới đáy vực bỗng xuất hiện một bóng người, vị trí bóng đen di chuyển chậm chạp trên vách núi đối diện bỗng phát ra một âm thanh vang dội. Thẩm lăng hồn thất thanh hô lên, ứng thiên nỗ, theo tiếng hô của hắn, một mũi tên bạc xé gió lao đến, đuôi mũi tên buộc một sợi dây thường màu đỏ sẫm. Mũi tên bay với lực đảo xuyên thấu mấy chục trượng gió giữ mây dày mà không bị cản lại chút nào, phi thẳng vào thanh sơn nhai. Dưới thanh sơn nhai có bóng trắng nhoáng lên, một người đón lấy dây thừng buộc vào mỏm đá bên dưới sườn núi người này quát một tiếng lanh lành mấy cái bóng trắng nhảy lên dây thừng chạy thẳng sang đỉnh núi đối diện bạch tố xa chỉ vân gầm lên không ngờ nàng ta lại ẩn nấp giữa những mỏm đá dưới đáy vực chờ thời cơ mũi tên này của ứng thiên nỗ rõ ràng là có mưu tính sẵn trước khi hành sự đã chừa đường lui thẩm lang hồn ra nhay nhanh như chớp đè hắn lại đợi đã ứng thiên nỗ kéo theo dây thừng bách độc hễ chạm vào là chúng hàng trăm loại độc cùng lúc, ngoài thuốc giải của kẻ hạ độc thì không thuốc nào cứu nổi đâu. Chỉ vân ra tay còn nhanh hơn, nhất hoàn độ nguyệt lóe lên ánh bạc, định chặt đứt dây thừng bách độc. Dây thừng màu đỏ sẫm phóng tới nhanh như chớp, khiến thanh sơn nhai chấn động khó diễn tả bằng lời. Nhiều người đeo mặt nạ ở lan y đình chấn động toàn thân, tâm trạng quay cuồng giữa ngàn vạn suy nghĩ. Thấy nhất hoàn độ nguyệt lóe lên ánh bạc, Sắp chặt đứt mất đường sống, huyền Úc Nguyệt đán về tay áo, một tiếng canh giòn giã vang lên, một vật trong tay áo hắn bay ra, đi sau mà đến trước, va và vào nhất hoàn đậu Nguyệt. Nhất hoàn đậu Nguyệt bay lệch hướng, sượt qua dây thừng bách độc, lượn vèo vèo một vòng rồi quay lại trong tay chỉ vân. Chỉ trong chớp mắt giữ lại được dây thừng, huyền Úc Nguyệt đán không có võ công, trong tay áo không biết là ám khí gì mà lại mang uy lực cỡ đó. Thanh Sơn nhai nhất thời rơi vào yên lặng, chỉ nghe hắn hỏa nhã nói, nếu quý chủ nhân đã sắp xếp muốn mời các vị quay về thì bích lạc cung cũng không miễn cưỡng. Gió núi thổi mạnh, các vị cẩn thận, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, có người vốn đã bước một chân ra khỏi lan y đình nay lại trần chờ dây lát rồi rút về. Uyển Úc Nguyệt Đán không nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên trong đình, dường như hắn cực kỳ kiên nhẫn đợi mọi người bỏ đi vậy khá lắm cái tên tiểu hồ ly giỏi lung lạc lòng người này. Chỉ vân thu nhất hoàn độ nguyệt về, vẫn không cam tâm, hừ, ta xuống núi xem hai tên kia thế nào, không ở lại chơi được. Hắn hạ quyết tâm, dẫm chân lao đi, nhưng lại không xuống núi bằng hầm băng của bích lạc cung mà nhảy xuống theo vách đá, dựa vào băng tuyết trên mỏm đá để trượt xuống. Thẩm lang hồn đứng bên vách núi, dõi theo bóng áo trắng của chỉ vân biến mất trong biển mây bóng người rơi xuống biển mây kia là kẻ thù giết vợ hủy dung không đội trời chung của hắn sao thâm thù đại hận thật sự có thể tan đi như mây khói sao vì sao những phẫn nộ và đau khổ tích tụ trong lòng hắn lại chưa bao giờ tan biến giống như mất đi cách trị thương vậy trở thành di chứng không thể chữa lành suốt kiếp này tôn chủ tôn chủ đám thiêu nữ áo trắng phía sau thi nhau gào khóc thảm thiết bi thương đến nỗi làm người ta đau lòng trong bích lạc cung có người quát lên một tiếng lanh lành, cô nương, sau đó là tiếng len keng, thì ra có người dùng kiếm cắt cổ tự vẫn được người của bích lạc cung cứu. Một nơi vốn phải trở thành chiến trường đổ máu, lại ngập tràn tiếng R3N dì than khóc thê lương. Cung chủ, bên cạnh uyển Úc Nguyệt Đán là một người đeo kiếm mặc áo xanh biếc, dáng người nổi trội, chính là Bích Liên Y, người đứng thứ hai trong Bích Lạc Cung. Huyền Úc Nguyệt Đán gật đầu khẽ thở dài, cái bóng xanh biếc ngoáng lên rồi chuyển động khắp phòng, sau một thoáng những thiêu nữ áo trắng đều đã bị điểm huyệt đạo. Những cô gái này vẫn chưa hết ngây thơ, tuổi còn trẻ, tuy có chỗ đáng thương đáng buồn, nhưng cũng là hung thủ của nhiều thảm án diệt môn. Mọi người đều có lòng chắc ẩn, nhưng cũng không thể tùy tiện buông lòng, huống chi còn có rất nhiều tin tức liên quan đến phong lưu điểm cần thám thính từ những cô gái này chuyện ở đây xong rồi bích đại ca nơi này nhờ vào ngươi huyền úc nguyệt đán khép hờ hai mắt ta phải đi xem tình hình hai người mới rơi xuống núi thế nào rồi bích liên y nhận lệnh trung xuân kế vội vã chạy từ lan y đỉnh ra sắc mặt nhợt nhạt ta ta giọng điệu nàng lúc này không hề giống khí thế đờ ĩnh đạc hùng hồn ban nãy huyền úc nguyệt đán hòa nhã nói trung cô nương dẫn đường giúp ta đi Trung Xuân Kế nhìn gương mặt huyền úc nguyệt đán tuy còn hơi non nớt nhưng vẫn ấm áp, ung dung, bỗng cảm thấy mình được vỗ về, có chút ấm áp lại hơi đau lòng. Ta! Đi thôi, huyền úc nguyệt đán đặt tay lên vai nàng, xin hãy dẫn đường. Thẩm lang hồn ngừng đầu lên, nhìn đăm đăm núi tuyết trước mặt. Chỉ thấy năm thiếu nữ áo trắng tụ họp với hai bóng người kia rồi chia làm hai ngả, một nửa tiếp tục leo lên đỉnh núi, một nửa vội vã xuống núi xem ra dùng ứng thiên nổ để trăng dây thừng bách độc không phải kế hoạch vốn có của phong lưu điềm, mà là phương án ứng biến khi gặp chuyện bất ngờ. Mấy cô gái này cũng lần theo dấu vết tôn chủ mà đến đây, nhưng không biết trên đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại đi đến biến cố này. Sâu so, trong lòng hắn không tin hai người kia đã vùi thân nơi này, nếu không có kế sách vẹn toàn thì hai người kia chắc chắn không thể ngã núi mà chết, huống chi còn có một người tự nhảy xuống tuy ngã xuống từ vách đá cao vài trăm trượng chắc chắn phải chết nhưng hai kẻ này luôn tìm được cách để sống sót phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn